Tập đoàn Osdor là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các giải pháp về cửa và vật liệu xây dựng công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2020, Tập đoàn Osdor tự hào sở hữu hai thương hiệu được trao tặng thương hiệu quốc gia Việt Nam. Osdor, thương hiệu cửa cuốn đầu tiên và duy nhất hai lần liên tiếp đạt thương hiệu quốc gia. Top Bàn, thương hiệu nhôm trẻ nhất đạt danh hiệu chỉ sau 3 năm ra mắt. Tất cả đã tạo nên một năm đầy dấu ấn trong hành trình 18 năm sáng tạo vì cuộc sống của Tập đoàn Osdor. Sở hữu 6 nhà máy sản xuất với tổng quy mô 212.000 m², Tập đoàn Osdor tự hào với năng lực sản xuất vượt trội, có khả năng cung ứng khối lượng lớn sản phẩm đến thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm cửa cuốn Osdor tiên phong dẫn đầu các công nghệ cửa cuốn thông minh, đem đến các sản phẩm an toàn, bền bỉ, góp phần kiến tạo thẩm mỹ cho kiến trúc nhà Việt. Nhôm Topan đa dạng các dòng sản phẩm từ nhôm xây dựng, nhôm trang trí nội ngoại thất cho tới nhôm công nghiệp với chất lượng vượt trội, bền bỉ, thẩm mỹ, góp phần kiến tạo nên những chuẩn mực mới cho ngành nhôm Việt. Các sản phẩm của Tập đoàn Osdor đều được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất cho tới phân phối tới người tiêu dùng. Với lợi ích vượt trội cho cả nhà đầu tư, nhà thầu và người sử dụng, cửa cuốn Osdor và nhôm Topan tự hào đem lại vẻ đẹp cho hàng triệu công trình Việt với chất lượng vươn tầm thế giới.